Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về người phụ nữ á, nhặt được cái món đồ đó là hộp cơm của người ta làm rớt á, nhưng bà ta vẫn cương quyết là nói là của mình và la mắng, nói thằng kia là đồ ăn cướp. Và hôm nay sẽ có thông tin mới nhất người phụ nữ này cũng như là giống như danh tính của bà ta. Sẽ có trong cuối clip, các bạn hãy cùng theo dõi đoạn video này nha. Nhặt được đồ rơi không tả, người phụ nữ còn nhặn vơ rồi la lối, thằng ăn cướp. Mang cãi vã giữa người phụ nữ và nam thanh niên vì chai nước rơi trên đường đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Sự việc ồn ào được nhắc tới xảy ra vào sáng ngày hôm 26 tháng 7 trên một đoạn cầu vượt ở Hà Nội. Theo nam thanh niên quay clip chia sẻ thì anh có làm rơi túi đựng chai nước. Khi vừa dừng xe xuống lấy thì anh phát hiện thấy một người phụ nữ khác chạy xe máy nhặt được đồ của mình. Khi anh chạy tới xin lại đồ thì người phụ nữ này không những không trả mà còn nhận đây là đồ của bà ta nữa. Trước thái độ và những lời lẽ vô ý và vô lý từ bà ta, nam thanh niên đã lấy điện thoại quay lại sự việc cụ thể như thế này. Nam thanh niên nói: cô nhặt đồ của cháu đấy, người phụ nữ. Tôi, của tôi làm rơi đấy. Thanh niên nói: thế ở trong cái này có cái gì, cô nói xem nào. Người phụ nữ: là cái áo chứ cái gì mày. Thanh niên: đây là chai nước của tôi. Chỉ là chai nước thôi, không có cái gì đáng giá đâu cô à. Thế cô có trả cho tôi không? Người phụ nữ nói: tao nhặt được, chứ cô phải ăn cắp đâu mà mày nói câu thế có trả hay không. Mày bỏ cái kiểu đấy đi, tao nhặt được cơ mà, tao không phải trình bày với mày lý do gì hết, mày hiểu không? Thanh niên nói: thế bà có trả không? Người phụ nữ nói: tao không trả đấy, làm gì tao. Lúc đầu thì nhận đồ là của mình, sao không chứng minh được đồ bên trong thì người phụ nữ đối lý liền la lối sòm. Bà ta cho rằng mình chẳng ăn cắp cái quái gì cả, theo lý luận thì đồ rơi bà ta nhặt được mà của rơi là đã qua khỏi tay người ta rồi thì tới mình là của mình. Cô con gái của người phụ nữ ngồi phía sau xe máy không ngừng khuyên mẹ: mẹ ơi, mẹ trả cho anh ấy đi, xấu hổ quá mẹ ơi. Nhưng bà ta kiên quyết là: tôi không có trả, của tôi lụm được à. Bậy bạ. Nhặt được túi xanh rơi trên đường, người phụ nữ không những không trả làm rơi mà còn la lối sòm, khiến cư dân mạng và cộng đồng Việt chúng ta cào bằng phím suốt những ngày vừa qua. Cuối cùng người phụ nữ này thấy mình đuối lý, không cãi lại, người phụ nữ có hành động xấu xí, quẳng túi đồ ra giữa đường một cái vèo, khiến tất cả những người chứng kiến phải ngán ngẩm và than trời với bà ta. Sau đó người phụ nữ này nổ máy rời đi rồi hét vào mặt thanh niên: ôi trời ơi, thằng ăn cướp này. Thế nhưng hẳn nhiên những người la lối của bà ta chỉ khiến người đi đường thêm bức xúc thôi, vì ai cũng hiểu rõ câu chuyện ở phía sau rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Còn các bạn muốn biết mà thông tin và cũng như là Facebook hay là các Instagram của bà ta và cô con gái thì cứ comment vào phòng bên dưới đi. Tôi sẽ chia sẻ lại cho các bạn cùng xem. Tiện thể tôi không nói ở đây nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu thấy video này bổ ích, hãy chia sẻ để cho mọi người cùng biết đến. Và đừng quên ấn dùm cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn.